Sau hai lần giảm giá liên tiếp, giá ga từ tháng 5 tăng trở lại. Mỗi bình ga loại 12kg tăng 2.000 đồng một bình. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, giá ga đã có 3 lần giảm giá vào các tháng 1, tháng 3 và tháng 4 và 2 lần tăng giá tháng 2 và tháng 5. Sau khi được điều chỉnh, giá các loại ga phổ biến dao động khoảng 407 đến 429.000 đồng bình 12kg tùy thương hiệu. Theo nhiều chuyên gia, phần lớn nguồn ga trong nước vẫn phải nhập khẩu nên giá ga trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới. Giá ga trong nước tăng trong tháng 5 năm 2023 là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4 năm 2023.